Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2022 của người tuổi Hợi, các tinh chiếu mệnh thành công ngập tràn. Tháng 11 âm lịch này thấy rằng những chủ Hợi đón nhận khoảng thời gian tràn ngập những may mắn do được rất nhiều các tinh chiếu mệnh. Vì thế con giáp này muốn thực hiện kế hoạch gì thì hãy bắt tay vào thực hiện ngay, chớ chần chừ do dự kẻo bỏ lỡ cơ hội hiếm có. Tam hợp phù trợ đem tới nhiều may mắn cho người tuổi Hợi. Rất có thể quý nhân xuất hiện trong thời điểm này, có thể chỉ cho bạn một định hướng phát triển phù hợp. Quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp cho bạn có được sự ủng hộ, hỗ trợ của nhiều người, khiến cho nhiều nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi cũng được giải quyết thuận lợi hơn hẳn. Phương diện tài lộc, vào tháng 11 âm lịch này, có nhiều cơ hội kiếm tiền ập tới dồn dập khiến bạn cảm thấy bối rối vì không biết bắt tay vào kế hoạch nào trước. Hãy dành thời gian để cân nhắc xem điều gì là phù hợp với bạn. Bạn không nhất thiết phải chạy theo xu hướng, bởi bạn hoàn toàn có thể tự phát triển theo một hướng khác so với số đông nhưng vẫn có thể kiếm tiền về đầy tuổi cho mình. Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc, đặc biệt là với người độc thân do có các tinh Thái Dương và Thiên Diêu chiếu mệnh. Người tuổi Hợi xuất hiện ở đâu cũng có thể trở thành tâm điểm ở đám đông, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Tính cách cởi mở, thân thiện, hài hước nhưng cũng chín chắn, đa tài chính là yếu tố giúp cho người khác không thể cưỡng lại bạn. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 cho người tuổi Hợi qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Hợi vào tháng Nhâm Tý năm 2022 có nhiều điểm sáng đáng kể do có rất nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện. Có thể thấy rằng mọi kế hoạch bạn đặt ra ở thời điểm hiện tại đều sẽ tiến triển đều đặn, thậm chí còn trôi chảy bất ngờ. Tam Hợi đem tới quý nhân giúp bạn tìm ra định hướng phát triển, dù là đang mơ hồ về tương lai của mình đi nữa, bạn cũng dần dần tìm được thêm các thế mạnh của mình, từ đó dần xác định được lâu là con đường chính của mình. Với tính cách hài hòa, cởi mở, bạn cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tháng này không cần phải quá lo lắng phải đối diện với khó khăn, bởi xung quanh bạn không thiếu người sẵn sàng giúp đỡ. Hãy tự tin nhận những nhiệm vụ khó và mang tính thách thức, bởi lâm quan sẽ giúp bạn thêm minh mẫn, sản xuất, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết công việc. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên, nhận được lời tuyên dương, thậm chí là quyết định thăng chức. 2. Luận về phương diện tài chính. Theo tử vi tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần 2022 của những chú Hợi thấy rằng, bản mệnh sẽ liên tiếp nhận được những tin mừng liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này. Bạn có nhiều cơ hội thu tiền về đầy tuổi, vấn đề chi tiêu cũng không cần phải cân nhắc quá kỹ càng như trước đây. Tam Hợi đem về nhiều công việc làm ăn triển vọng giúp cho con giáp này. Việc của bạn là lựa chọn công việc nào phù hợp nhất cho mình, không nên ôm đồm quá nhiều việc khiến bản thân mệt mỏi mà chưa chắc đã được có những hiệu quả cao. Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài thì bạn nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Quá trình thực hiện bạn sẽ gặp được những yếu tố thuận lợi hơn nữa, cuối cùng chạm tay tới đích mà mình đã đặt ra nhanh chóng bất ngờ. Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong tháng này. Nếu còn chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước. Chỉ cần cẩn thận trong mọi quyết định, bạn hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận bước đầu. Còn đối với người làm công ăn lương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng sẽ được nhiều khoản thưởng nóng. Chẳng có cấp trên nào lại keo kiệt với một nhân viên triển vọng như bạn. Hãy coi đây là phần thưởng để tiếp tục cống hiến trong tương lai. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Bước sang tháng Nhâm Tý, người tuổi Hợi cũng được tận hưởng hạnh phúc do tình yêu mang lại. Bạn ôn hòa, cởi mở, nhiệt tình nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến.
Bầu không khí trong gia đình hòa thuận cũng giúp bạn có thêm nhiệt huyết và niềm vui trong cuộc sống. Với người độc thân, bạn tự tin thể hiện cá tính của mình nên đi đến đâu cũng trở nên nổi bật, thu hút mọi người xung quanh bởi lối hành xử duyên dáng cũng như tính cách hài hước nhưng không kém phần tinh tế của mình. Nếu phải lòng ai đó, bản mệnh hãy tìm cách kéo gần mối quan hệ với đối phương. Chỉ cần bạn chân thành thì không lo đối phương không rung động. Ngược lại, nếu ai đó bày tỏ sự quan tâm với bạn, cũng nên cân nhắc thử và dành cho đối phương một cơ hội. Với người đã có đôi có cặp, bạn biết trân trọng hạnh phúc mình đang có nên luôn ân cần chăm sóc nửa kia. Đối phương ắt hẳn cũng sẽ cảm nhận được và dành cho bạn một tình cảm tương tự. Tuy nhiên, vì quá nổi bật nên tháng này bạn không tránh khỏi những đối tượng đeo bám. Hãy luôn giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, tránh mập mờ, gây ra những hiểu lầm không đáng có. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 11 âm lịch này của người tuổi Hợi thấy rằng duy trì được một sức khỏe tốt trong tháng này giúp cho bạn có được tinh thần thoải mái. Người tuổi Hợi luôn giữ được tinh thần vui vẻ, tích cực, điều đó đem lại tác động tích cực cho cơ thể. Dù công việc có vất vả đi nữa, bạn cũng tràn đầy tâm huyết vì có mục tiêu phấn đấu. Hãy duy trì tốt lối sinh hoạt khoa học, điều độ, trở nên ôm đồm nhiều việc hoặc tham gia quá nhiều các cuộc vui chơi tụ tập. Bản mệnh hãy dành thời gian bên người thân, thể dục thể thao nhiều hơn và hạn chế ăn các đồ ăn sẵn, những đồ uống kích thích gây hại cho sức khỏe. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Hợi vào tháng 11 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 như sau. 1. Tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Quan hệ xã giao thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ trong công việc. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 2. Tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Việc làm ăn kinh doanh diễn ra thuận lợi, thu tiền về đầy túi. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu vàng. 3. Tuổi Tân Hợi, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Hãy tận dụng cơ hội, nhanh chóng bắt tay thực hiện kế hoạch. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 4. Tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Vợ chồng hòa hợp, luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu tím, màu cam. 5. Tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Nổi bật trong mắt người khác phải, dễ nhận được lời làm quen. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng.